Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với trước thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là quạt gió tản nhiệt dàn nóng của xe Kia K2700 và máy xúc Hyundai. Đây, sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc anh em nhé, made in Korea. Đây chính là phía phần trước mặt, tức là phần để chúng ta ốp vào cái chỗ dàn nóng đó. Đây là phần cánh quạt này, với cái thiết kế là cánh chéo này, lưu lượng gió của nó sản sinh rất là nhiều khi mà quạt hoạt động này. Đó. Đây, phần sau của nó thì sẽ là đây, phần đằng sau của nó sẽ là bốn chân bắt quạt này. Đấy. Đây là phần motor. Đây, made in Korea này. Ba điểm này là chính là ba điểm mà chúng ta sẽ bắt vào cái giá quạt dàn nóng này. Đây là hai giắc điện này. Đó. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là quạt gió tản nhiệt dàn nóng của xe Kia K2700 và máy xúc Hyundai 9. Nhưng mà 12V anh em nhé. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.